Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 80. Bài 3. Khi trang sách mở ra. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Gạch dưới từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây. A. Bé có nhiều bạn bè, nằm ngoan trong chiếc cặp, gầy nhom là cây thước, thích sạch là thỏi gôm. Những trang sách giấy thơm, biết rất nhiều chuyện kể, cây bút cùng quyển vở, chép không thiếu một lời. Tác giả Thanh Nguyên. Rồi như vậy là qua đoạn thơ này thì các em bấm tạm dừng video, các em tìm và gạch dưới những từ ngữ chỉ đồ vật nhé. Rồi các em bấm tạm dừng video và suy nghĩ làm bài. Bé có nhiều bạn bè, nằm ngoan trong chiếc cặp. Như vậy từ ngữ chỉ đồ vật ở đây là chiếc cặp. Gầy nhom là cây thước, thích sạch là thỏi gôm. Những trang sách giấy thơm, biết rất nhiều chuyện kể, cây bút cùng quyển vở, chép không thiếu một lời. Như vậy những từ ngữ chỉ đồ vật trong đoạn thơ này là chiếc cặp, cây thước, thỏi gôm, sách, cây bút, quyển vở. Câu B. Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào phấn, nào bảng, cả tiếng chim vui trên cành cây cao. Rồi ở đây những từ ngữ chỉ đồ vật là bàn, ghế, rồi sách, vở, mực, bút, phấn, bảng. Tiếp theo em sang bài tập số 2, các em viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 1, 2 đồ dùng học tập ở bài tập 1. Mẫu là cây thước dùng để làm gì? Thì công dụng của cây thước là dùng để kẻ. Vậy chúng ta trả lời là cây thước dùng để kẻ. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nhé. Rồi ở đây các em có thể viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 1 đến 2 đồ dùng học tập. Thầy giáo ví dụ như là chiếc cặp. Các em có thể đặt câu hỏi là chiếc cặp dùng để làm gì? Rồi câu trả lời là chiếc cặp dùng để đựng sách vở. Rồi hay là cây bút dùng để làm gì? À, cây bút dùng để viết. Tương tự các em có thể đặt câu hỏi cho thỏi gôm. Thỏi gôm dùng để làm gì? À, thỏi gôm dùng để xóa. Rồi bằng cách làm tương tự, các em đặt câu hỏi cho những đồ dùng còn lại nhé. Và như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.